Rồi quý vị ơi, tiếp theo là combo 497 nha quý vị. 5 cây sâm hương giá 500 bao phí ship nha quý vị. Cái cây này thì tôi làm thành phẩm hết rồi. Tôi đã ép chậu luôn rồi. Bây giờ quý vị về cái tiễn lựa cái chậu nào đẹp á, bỏ vô là xong. Cứ vậy nó, nó lên chừng 4 5 nách lá là mình bấm. Ví dụ như cái cây này nè. Đó nó lên vậy cái mình bấm cho nó mập mập lên cái mình bấm chứ đừng có hơi lú lú lên tí xíu mình tỉa thì nó hơi dở nha nó cho nó mập mập về nào bật là ốm ốm chân tí xíu bấm vô cái là một nhánh nó thành hai hai thành bốn nó, nó, càng ngày nó càng dung lên hoài nha quý vị dung nó đầy lên thì nó đẹp nha cái này chỉ cần sang qua cái chậu là nó khác liền nha thay da đổi thịt liền nha mấy anh bán kiển mấy anh nói là cây lên chậu như hoàng hậu lên ngôi đó cái này tôi cũng chưa có thời gian để ép chậu bỏ qua những cái chậu như vậy nha quý vị chứ nếu mà bỏ qua đây rồi là nó nó khác rồi nha giá trị nó lên liền nha bây giờ đâu có thời gian đó đâu là chậu tôi cũng chưa có mua về nè. thôi đưa lên bán cho quý vị luôn chứ mấy cái này định ép chậu vô như vậy nè ép vô về là giá trị tăng lên liền cái chậu này là 30 k nha có tính tiền phí ship luôn rồi đó đó còn những cái chậu như vậy thì rẻ nha quý vị tiền phí ship rồi về có mười mấy ngàn nha quý vị đó, mười mấy ngàn cái chậu vậy nè nè nó về mua mấy cái chậu này bỏ vô lên trên mạng đó, Facebook gì đó. Ta có bán đầy chảnh á. Rồi đây cây số 4 ha. Đó. Cây này gì là cứ tỉa hả Bây giờ là là chơi được rồi nè, đưa cái chậu càng nhỏ nó càng đẹp. Đó. Một ngày mình tưới hai cử. Nếu anh nào là biến tưới thì tưới để cho buổi sáng nắng thôi buổi chiều thì để vô trong mát cũng được. Cỡ 12 giờ đem vô mát, sáng cho chừng vài tiếng hồ nắng tại cây này vì mốt mà ép chậu rồi là cũng không có cần mà phải để ngoài quá nắng nữa nha quý vị. Ngày 4 tiếng hồ nắng là được rồi. Như những cây này nè. Ngày 4 tiếng nắng là rồi. Tôi thì tới tới 8 tiếng nắng luôn, 10 tiếng nắng luôn nè. Để suốt ở ngoài 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 trời luôn vậy nè. Đó. Thì tôi chịu khó là sáng tôi tưới rồi giờ này quý vị 8 giờ tôi tưới cây rồi nè. Đó. Cái đầu có khoảng 11 giờ tôi quải cái bình ra tôi xịt cho nó một cái nữa. Là bảo đảm tới chiều luôn nó nó nắng kinh khủng luôn nha cái này là miếng này là nó nó xi măng nè nó nắng kinh khủng lắm luôn chưa mà ra đây đứng gần nó mà nó còn bốc bốc hơi là mình thấy nóng rồi đó mà mấy cây này tôi luyện công nó luôn nha quý vị đó để vậy giống như tôi luyện công nó luôn cho nó cho nó nắng mưa sương gió thì nó già cây luôn ha thí nghiệm nó luôn chứ không có cần phải lòng chậu lòng chậu là như hai cây trong này vậy nè to đùng vậy nè cái chậu nhỏ xíu luôn mà tôi đưa vô vô cái cái chậu bự dưới có chất trồng dưới đó gọi là lòng chậu đó nè như cây này vậy nè gọi là lòng chậu nè đó, đó còn cây này khỏi cây này dư đất ăn rồi đó tất cả đáng lẽ là phải lòng chậu nhưng mà tôi luyện công nó luôn quý vị cho nó nó nó, nó nắng mưa sương gió mà nó già luôn cây tí này nị gì nè để ngoài này luôn nè để nắng trưa nè cái chừng khoảng 10 giờ là ra đây là chịu không nổi rồi đó nha luyện công nó luôn rồi vậy thôi quý vị ha, xuống luôn nha. Cái này là về tưới nước do gạo cũng được rồi, không cần phải bón cái gì cả luôn cũng được. Còn anh nào mà muốn muốn cho nó uh, tốt tốt tí xíu mau chút xíu thì mua phân bón lá xịt, khỏi cần phải bón phân gốc nữa nha. Những cây này là về không cần phải xài phân gốc nữa, xài phân bón lá đâm chồi nhảy tược. Ra ngoài vật tư nông nghiệp nói đâm chồi nhảy tược là nó biết nó bán nha quý vị. Rồi xuống luôn ha.